Chỉ trong một đêm, Địch Lệ Nhiệt Ba mất danh xưng nữ hoàng thảm đỏ vào tay mỹ nhân này. Tuy chưa có phim bạo, diễn xuất vẫn gây nhiều tranh cãi, thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại có lợi thế là nhan sắc cực kỳ xinh đẹp, vẻ đẹp lai Tây ấn tượng chính là món vũ khí giúp nàng mỹ nữ Tân Cương hút fan và tỏa sáng trong mọi sự kiện. Tuy nhiên thời gian gần đây, có nhiều ý kiến cho rằng, phải chăng Địch Lệ Nhiệt Ba đang dần đánh mất danh xưng nữ hoàng thảm đỏ thế hệ mới của mình. Điển hình có thể kể đến sự kiện Thịnh Điển 2023 vào ngày 3 tháng 11 mới đây, Địch Lệ Nhiệt Ba bị cho là đánh mất phong độ khi lựa chọn trang phục không phù hợp, bộ váy vàng kén người mặc kết hợp cùng kiểu tóc búi cao, khiến tổng thể trông cô nàng khá sến. Không những vậy, kiểu trang điểm này cũng khiến Địch Lệ Nhiệt Ba trông dừ hơn rất nhiều. Trong khi Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi với tạo hình mới, thì đối thủ cùng quê của cô nàng lại tỏa sáng. Cụ thể, Cổ Lực Na Trác đã trình làng đến hai tạo hình cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Khi thì cô nàng hóa thân thành cô dâu với bộ váy cưới trắng lộng lẫy tựa nữ thần, lúc sau nàng mỹ nữ Tân Cương này lại quyến rũ và tỏa sáng trong bộ trang phục ngọc trai đầy tinh xảo. Cả hai tạo hình của Cổ Lực Na Trác đều đẹp mê mẩn. Có ý kiến bày tỏ, rõ ràng so với Cổ Lực Na Trác, trong Địch Lệ Nhiệt Ba lép vế hơn rất nhiều. Nếu không cẩn thận, nữ chính An Lạc Truyện sẽ đánh mất danh xưng nữ hoàng thảm đỏ vào tay cô bạn đồng nghiệp cùng quê, diễn xuất không được công nhận, nhan sắc lại ngày càng đi xuống, khiến địa vị của Địch Lệ Nhiệt Ba bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong năm 2023 này, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liên tiếp thất bại khi hai bộ phim truyền hình lên sóng không được lòng khán giả. Diễn xuất đơ cứng và gượng gạo của cô nàng ở An Lạc Truyện và Công Tố hoàn toàn bị Dương Tử Trong Trường Tương Tư bỏ xa. Địa vị của Địch Lệ Nhiệt Ba đang khiến nhiều fan lo lắng. Bị chê cười vì dầu mỡ, Dương Dương vẫn lập thành tích khủng khiến Tiêu Chiến đỏ mắt ghen tị. Dương Dương là một trong những đỉnh lưu lượng nam đời đầu của showbiz, anh chàng có trong tay rất nhiều tác phẩm thành công, dù diễn xuất vẫn còn gây nhiều tranh cãi. Trong năm 2023 này, Dương Dương gây thất vọng khi vào vai nam chính của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, hợp tác cùng Vương Sở Nhiên, cả diễn xuất và ngoại hình của anh chàng đều bị đánh giá là dầu mỡ, khiến khán giả cay mắt. Thế nhưng, mặc dù bị chê hết lời ở Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, Dương Dương vẫn lập thành tích khủng mà các đỉnh lưu hiện tại như Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác không thể làm được. Theo đó, anh chàng là sao nam lứa 90 duy nhất lập thành tích phá đảo lịch sử trên 5 nền tảng phim ảnh lớn. Cụ thể, trên EQG, Dương Dương có Đạo Mộ Bút Ký là phim chiếu mạng được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng. Trên Youku, chàng Mỹ Nam chính ít có Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim chiếu mạng được xem nhiều nhất trong lịch sử của nền tảng. Ở Mango TV, có Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi là bộ phim có view cao nhất trong lịch sử của nền tảng. YouTube có Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên là phim Trung Quốc có lượt view cao nhất. Netflix có Thả Thí Thiên Hạ là phim Hoa ngữ được xem nhiều nhất trên toàn cầu. Có thể thấy, dù diễn xuất gây tranh cãi, thế nhưng sức hút và lưu lượng của Dương Dương vẫn luôn rất cao. Bên cạnh đó, anh chàng còn có ngoại hình cực điển trai, có thể cân được nhiều kiểu tạo hình từ cổ trang cho đến hiện đại. Đây chính là lợi thế giúp Dương Dương lấy lòng khán giả màn ảnh nhỏ. Hiện tại, Dương Dương đang quay Phàm Nhân Tu Tiên cùng Kim Thần. Liệu dự án phim này có giúp chàng Mỹ Nam lấy lại danh tiếng sau thất bại của Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi hay không, vẫn là ẩn số lớn. 10 sao Hoa ngữ hot nhất năm 2023, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba lép vế trước Lưu Diệt Phi. Vừa qua, trang Sohu đã đưa ra danh sách 10 sao Hoa ngữ hot nhất năm 2023, với hàng loạt những cái tên đình đám như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba. Tuy mang danh là đỉnh lưu của showbiz hiện nay, nhưng trong số họ lại chẳng ai nắm giữ được vị trí đầu bảng. Điều này khiến netizen cảm thấy khá bất ngờ. 10. Vương Sở Nhiên. Vương Sở Nhiên góp mặt trong top 10 năm nay là nhờ vào hai bộ phim Nghe Nói Em Thích Tôi và Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi. Tuy đã thành công vươn lên đứng top tiểu hoa 95, nhưng sau Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi, danh tiếng của Vương Sở Nhiên cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Mãi gần đây mọi chuyện mới lắng xuống phần nào, có được lưu lượng và nhiệt độ là điều tốt, nhưng Vương Sở Nhiên cũng nên cải thiện duyên với người qua đường thì sẽ ổn hơn. 9. Địch Lệ Nhiệt Ba. So với những năm trước, thì Địch Lệ Nhiệt Ba trong năm nay không thuận lợi cho lắm khi rớt hạng khá nhiều. Ngay cả khi có hai bộ phim lên sóng là Công Tố và An Lạc Truyện, thì vị trí của nàng mỹ nữ Tân Cương này cũng chẳng ở top đầu. Năm nay, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng bị phàn nàn nhiều về diễn xuất, mặc dù không thê thảm như Vương Sở Nhiên, nhưng cũng phần nào khiến danh tiếng của cô bị ảnh hưởng. 8. Tống Dật. Trường Phong Độ lên sóng đã giúp Tống Dật có được bước tiến lớn trong sự nghiệp. Ngoài nhiệt độ và độ chủ đề sẵn có từ Trường Phong Độ, thì bản thân Tống Dật cũng ghi điểm nhờ diễn xuất cùng Phản Ứng Hóa Học với Người Tình Tin Đồn Bạch Kính Đình. Không thể phủ nhận, năm nay đúng là một năm phát triển tốt của người đẹp Khánh Dư Niên.
Độ Hot vượt mặt Địch Lệ Nhiệt Ba và sự nghiệp cũng có thêm những bước tiến đáng kể. 7. Lý Nhất Đồng. 2023 cũng là một năm đầy bất ngờ dành cho Lý Nhất Đồng. Mặc dù chỉ đảm nhận vai phụ trong Cuồng Phong, nhưng với diễn xuất tốt, Lý Nhất Đồng đã nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả. Thành công ngoài mong đợi của Cuồng Phong đã giúp Lý Nhất Đồng tỏa sáng sau một thời gian dài chìm nghỉm trong showbiz Hoa ngữ. Ngoài ra, người đẹp 9X này còn lọt top những sao nữ được tìm kiếm nhiều nhất trên Baidu năm 2023. 6. Dương Tử. Sau thất bại của Nữ Bác Sĩ Tâm Lý, Dương Tử đã có màn tái xuất đầy ấn tượng với Trường Tương Tư, là một trong những bộ phim nổi tiếng nhất năm nay, nên nghiễm nhiên Trường Tương Tư cũng đã giúp Dương Tử lấy lại được vị thế, nhiệt độ tăng chóng mặt dịp hè năm nay. Không chỉ vậy, ba sao nam hợp tác với Dương Tử trong Trường Tương Tư cũng nhanh chóng trở thành những gương mặt cực hot hiện nay. 5. Triệu Lộ Tư. Năm nay, Triệu Lộ Tư tiếp tục khẳng định vị thế lưu lượng top đầu lứa 95, khi đạt được vị trí thứ 5 trong danh sách này, Hậu Lãng và Vụng Trộm Không Thể Giấu lên sóng, đã giúp Triệu Lộ Tư giữ vững độ hot của bản thân. Tuy bản thân cô vẫn gây ra khá nhiều tranh cãi nhưng cũng không ảnh hưởng gì quá nhiều. Hiện đang có tin đồn, bộ cổ trang Thần Ẩn do Triệu Lộ Tư đóng chính lên sóng cuối năm nay, dự sẽ giúp cô làm mưa làm gió trên màn ảnh. 4. Triệu Lệ Dĩnh. Mặc dù không có bộ phim nào lên sóng năm nay, nhưng Triệu Lệ Dĩnh vẫn khiến người ta phải trầm trồ, vì nhiệt độ không hề giảm sút, xứng đáng là đỉnh Lucy Bip. Ngoài việc quay phim thì Triệu Lệ Dĩnh trong suốt gần một năm qua khá kín tiếng, chứ không xuất hiện với tần suất dày đặc giống như ngày trước nữa. Hiện tại, người đẹp 85 này cũng đang có bộ Giữ Phượng Hành chuẩn bị lên sóng, có khả năng sẽ gặp mặt khán giả vào cuối năm nay. 3. Dương Mịch. Dương Mịch cùng với Triệu Lệ Dĩnh là hai ngôi sao hiếm hoi trong danh sách này không có phim lên sóng, nhưng độ hot vẫn rất cao, dễ dàng lấn át rất nhiều đàn em. Trong năm nay, Dương Mịch đóng hai bộ phim, Đi Sâu và Tham Gia Sự Kiện. Tuy mật độ xuất hiện trước công chúng không quá nhiều, nhưng nhiệt độ hay độ đề tài đều không kém cạnh bất cứ ai. Dự là lúc Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng Thiên lên sóng, thì nhiệt độ của cô sẽ còn tăng hơn nữa. 2. Bạch Lộc. Đối với Bạch Lộc, thì 2023 là một năm thăng hoa và có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp. Thành công của Trường Nguyệt Tẩn Minh đã giúp ích rất nhiều cho sự phát triển của Bạch Lộc. Nhiệt độ của cô cũng cao đến mức đẩy lượt đặt xem trước Ninh An Như Mộng lên đến 7 triệu. Một con số mà những bộ phim khác không thể có được. Nếu như Ninh An Như Mộng thuận lợi lên sóng vào hồi tháng 5, thì có lẽ Bạch Lộc đã nắm giữ vị trí top 1 cũng nên. 1. Lưu Diệc Phi. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký, Lưu Diệc Phi đã trở thành ngôi sao hot nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm nay. Đi đến nơi có gió lên sóng hồi đầu năm cũng đã giúp những đề tài liên quan đến Lưu Diệc Phi được đem ra thảo luận. Thậm chí cô còn tạo ra trend trên mạng xã hội, chẳng cần phải đi quảng bá hay tuyên truyền nhiều, Thần Tiên Tỷ Tỷ vẫn đủ sức tạo nên một đẳng cấp khác biệt, khiến ai nhìn vào cũng phải thán phục. Bảng xếp hạng tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người, bạn trai Bạch Lộc đốn gục tim fan. Mới đây, cộng đồng mạng đã tổ chức một cuộc bình chọn tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người. Những cái tên có mặt trong danh sách đều từng khiến dân tình phải mê mẩn với tạo hình cổ trang quá xuất sắc của mình. Ngao Thụy Bằng. Ngao Thụy Bằng là cái tên đầu tiên trong danh sách tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người do cư dân mạng bình chọn. Mới đây, anh chàng gây sốt với tạo hình cổ trang cực xuất sắc ở dự án Bạch Nguyệt Phản Tinh, hợp tác cùng Bạch Lộc, bộ trang phục tối màu kết hợp cùng kiểu tóc buông lơi, giúp Ngao Thụy Bằng trông vừa điển trai lại vừa có phần mị hoặc. Trước đó, chàng mỹ nam này cũng từng gây ấn tượng khi vào vai Lôi Vô Kiệt trong Thiếu Niên Ca Hành. Đặng Vi. Đặng Vi được nhận xét là sở hữu gương mặt điển trai như sinh ra để đóng cổ trang. Trước khi bạo lớn với Trường Tương Tư, anh chàng gây sốt với loạt tạo hình cổ trang trong Trường Nguyệt Tẩn Minh, hay những hình ảnh cổ trang ở Vân Tú Hành cũng nhận được vô số lời khen ngợi của khán giả. Mới đây nhất, tạo hình của bạn trai Dương Tử trong Tiên Đài Hữu Thụ khiến khán giả đứng ngồi không yên vì quá xuất sắc. Hầu Minh Hạo. Lợi thế của Hầu Minh Hạo là sở hữu một gương mặt đẹp phi giới tính. Những tạo hình cổ trang của anh chàng luôn có sức hút rất lớn đối với công chúng. Gần đây nhất khi tham gia Đại Mộng Quy Ly, Hầu Minh Hạo gây sốt với loạt ảnh tạo hình đơn giản nhưng cực soái. Nhiều khán giả cho rằng đây chắc chắn sẽ là một nhân vật bùng nổ của chàng mỹ nam khi lên sóng thời gian tới. Lưu Học Nghĩa. Không phải lưu lượng đình đám, thế nhưng Lưu Học Nghĩa luôn có sức hút rất lớn với khán giả. Từ vai Hạo Trà Xanh trong Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, đến Thiên Khải ở Thiên Cổ Quyết Trần, Vô Tâm trong Thiếu Niên Ca Hành, anh chàng đều khiến khán giả phải choáng ngợp với ngoại hình điển trai cùng diễn xuất tốt. Chính vì vậy, nhiều cư dân mạng đồng loạt chọn Lưu Học Nghĩa vào danh sách tứ đại mỹ nam mê hoặc lòng người. Video đến đây là hết.
hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.